Vào cuối tuần qua, công ty Phú Mỹ Hưng vừa tổ chức lễ khai trương cụm nhà mẫu căn hộ Scenic Valley, vẫn đảm bảo tiêu chí tiện ích và không gian sống, nhưng Scenic Valley được xem là dự án có mức giá tốt nhất của Phú Mỹ Hưng khi diện tích căn hộ được thu nhỏ hơn. Scenic Valley được thiết kế theo phong cách Singapore gồm 7 tòa nhà, cao từ 16 cho tới 24 tầng, cung cấp 1.200 căn hộ với diện tích phổ biến từ 70 tới 84 mét vuông và dự kiến sẽ được đưa vào sử dụng từ năm 2017. Theo ông Trương Quốc Hưng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Phú Mỹ Hưng, việc ra đời dòng sản phẩm này được đúc kết từ những nghiên cứu nhu cầu của khách hàng. Cái nhu cầu của những bạn trẻ, những cặp vợ chồng cần những cái căn hộ nó vừa phải với cái giá thành, tổng giá thành cũng tương đối để có thể là đáp ứng được một cái căn nhà mơ ước tại Phú Mỹ Hưng. Thì xuất phát từ cái nhu cầu này, chúng tôi đã nghiên cứu và thiết kế xây dựng cái dự án Scenic Valley. Căn hộ sẽ phát huy tối đa không gian sống với thiết kế sáng tạo thông qua bài trí nội thất, màu sắc, chất liệu để hình thành một phong cách sống hiện đại, thoải mái và sang trọng. Đây cái thiết kế nó rất là thông minh và tốt hơn, mặc dù cái diện tích nó cũng bằng nhỏ nhưng mà mình không có cảm giác cái căn hộ nó nhỏ quá. Thì thiết kế rất là thông minh. Có thể nói là cái dự án Scenic Valley này, đây là một cái loại thiết kế rất là đặc biệt. Mà nãy giờ tôi tham quan thì tôi thấy rằng phải nói là nó rất là mới, hiện đại. Và có thể nói là đây là một cái giá cả tốt nhất trong các dự án của Phú Mỹ Hưng. Mặc dù giá cả tốt hơn so với các dự án trước, nhưng chủ đầu tư đảm bảo các tiện ích và cảnh quan vẫn đáp ứng được tiêu chuẩn chung của Phú Mỹ Hưng. Dự án Scenic Valley thì cái vị trí nó như chúng ta cũng biết nằm trong cái khu y tế điều dưỡng, cũng cạnh sân góp, dòng sông, rồi bệnh viện, trung tâm thương mại tài chính, cũng như là cái trung tâm Richmond cũng kề bên. Do đó là dự án này là thứ nhất là về mặt khá thuận tiện trong cái sinh hoạt, đồng thời là nó xung quanh nó với cái cảnh quan cây xanh dòng sông như thế, nó cũng tạo ra một cái cuộc sống rất là thanh bình. Bên cạnh là cái tổng giá thành là nó vừa phải, do cái diện tích của nó là vừa phải từ 70 mét vuông trở lên, nhưng mà các cái điều kiện cũng như là các tiêu chuẩn về không gian, về cây xanh, về chất lượng thì nó đều là không có thua kém với dự án Green Valley cũng như là dự án Happy Valley mà chúng tôi đã công bố trong thời gian qua. Ngoài ra, Scenic Valley cũng cho phép áp dụng lịch thanh toán lên đến 30 tháng nhằm giúp tăng khả năng sắp xếp tài chính của khách hàng.